Xin chào tất cả mọi người. Thì lúc trước trên kênh của mình cũng có một video chia sẻ về cách tạo tài khoản 499 á. Thì hiện tại thì cách này nó không còn chính xác nữa. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách tạo tài khoản 499 trên điện thoại trong năm 2022 nha. Thì đầu tiên các bạn lên cái trang web địa chỉ là app.499.cn để tải cái ứng dụng 499 về điện thoại của mình. Đây mình đang tải cái ứng dụng 499 và tiến hành cài đặt. Thì mình tải bằng cốc nha. Thì nhiều bạn hồi trước đó mình có dùng Chrome để truy cập cái địa chỉ này thì nó nhiều khi nó báo là không an toàn á, nên truy cập nó hơi khó khăn. Thì mình khuyên các bạn nên xài cốc. Sau khi tải về rồi các bạn cài đặt và mở ứng dụng này lên, bỏ qua phần quảng cáo này đi, và chúng ta sẽ vào tới ứng dụng 499. Thì sau đó các bạn sẽ, đây là ứng dụng 499, thì hầu hết các tựa game nổi tiếng của Trung Quốc đều có mặt ở trên này nha. Các bạn chọn vào cái góc dưới cùng bên tay phải, sẽ ấn vào cái biểu tượng avatar. Đây, chúng ta sẽ ấn vào cái góc ở hai chữ màu xanh lá ở trên góc trên cùng bên tay phải á. Sẽ vào phần đăng ký nha. Đây ấn vào, chúng ta sẽ tiến hành vào đăng ký. Dòng trên các bạn sẽ dùng là cái mã truy cập. Ở dưới là mật khẩu nha. Chúng ta ấn vào cái Gubit để gia ngẫu nhiên cái số ID của mình đi. Mật khẩu thì bạn đặt thế nào cũng được. Sau chúng ta đã xong nha, xong phần tạo tài khoản thì đã rất là dễ dàng luôn. Tuy nhiên vẫn còn một bước rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng, đó chính là xác minh chứng minh nhân dân. Thì cái bước xác minh chứng minh nhân dân này, các bạn chọn cho mình cái dòng mà có nhiều chữ xanh lá này, phải không? Các bạn thấy không, cái dòng mà có tới mười mấy chữ xanh lá này nè, nhấp vào, đây chính là bước xác minh chứng minh nhân dân, là cái bước khó nhất trong việc tạo tài khoản 499 hiện nay. Thì ngày trước á, khi mà tạo tài khoản 499 á, các bạn chỉ cần truy cập vào cái trang web Face ID Info này nè. Các bạn có thể nhập cái chứng minh nhân dân ảo vào cũng được. Các bạn như mình nè, như cái trang web này nè, nó cung cấp các số chứng minh nhân dân ảo á. Thì các bạn chỉ cần hồi trước chỉ cần copy dán vào cái chỗ này là chúng ta đã xác minh thành công. Tuy nhiên hiện tại thì cách này không còn hiệu quả nữa nha. 499 hiện tại nó khá thông minh, khi mà cái chứng minh nhân dân ảo nó sẽ không nhận nữa, mà các bạn sẽ phải bắt buộc tìm cho được cái chứng minh nhân dân Trung Quốc thực sự nha. Thì mình cũng có tìm được sẵn được một vài cái, thì mình phải mò mẫm khắp luôn á mới tìm được vài cái này để đăng ký tài khoản 499 á. Thì các link chứng minh nhân dân này mình sẽ để ở phần mô tả. Các link chứng minh nhân dân này thì mình đã test rồi và tạo được một số tài khoản, nên hiện tại mình có sẵn một số tài khoản 499 cho những bạn nào cần nha, khoảng 6 tài khoản. Bạn nào cần thì mình liên hệ với mình qua nick Facebook đó. mình sẽ gửi cho các bạn, đó là khoảng 6-7 tài khoản nha. Thì sao, đây là những số cái chứng minh nhân dân mà mình tìm được trên mạng á. Thì các bạn sẽ tải cái ảnh nó về hoặc là chụp màn hình á. Các bạn muốn copy cái số ID và tên á, các bạn chụp màn hình hoặc là các bạn tải cái ảnh về, sau đó các bạn mở lên bằng Google Dịch, quét ảnh và copy nha, như mình đang làm đó. Các bạn có thể thấy trong video mình đang làm. Tuy nhiên cái bước này cũng khá là khó khăn nha, về tìm chứng minh nhân dân không dễ chút nào. Nhiều khi đúng là chứng minh nhân dân đó có thật đấy, nhưng mà nó đã vượt quá số lượng người đăng ký rồi, nên các bạn phải tìm cái số mà nó các bạn nên tìm những chứng minh nhân dân mà của người già và phụ nữ. Đó là những chứng minh nhân dân mà ít khi chơi game á, thì họ chơi game mà phụ nữ với người già họ đâu chơi game đâu, nên những chứng minh nhân dân đó thường là có khả năng tạo được cao hơn nha. Thì mình sẽ để một số chứng minh nhân dân mình đã test trên phần mô tả của video cho các bạn nào cần tạo tài khoản nha. Nhà mình cũng nói rồi đó, mình có một số tài khoản đây, mình đã phân xác mình xong rồi. Thì mình cũng có một số tài khoản sẵn đó, các bạn nào cần thì lười tạo gì đó, mình sẽ tặng cho các bạn 7 tài khoản nha các bạn, chỉ có 7 tài khoản thôi nha. Bạn nào cần thì mình sẽ tặng cho bạn đó, nhắn tin qua Facebook cho mình nha, link Facebook của mình cũng để ở phần mô tả luôn. Đây, như vậy là xong, mình đã tạo xong tài khoản 499 và đã xác minh chứng minh nhân dân thành công. Bây giờ chúng ta sẽ tải các game có thể đăng nhập tài khoản 499 và đăng nhập chơi một cách dễ dàng.
các bạn để ý là những tựa game mà có thể đăng nhập bằng khoản 4399 á, trên cái icon của nó lúc nào cũng có cái logo 4399 màu cam. Đây là một tựa game khá là nổi tiếng luôn nha, One Piece Fighting Pass. Chúng ta có thể đăng nhập bằng khoản 4399. Đây là tựa game, đây tựa game bóng đá VVL Football đã mới vừa mở beta phiên bản nội địa. Lúc trước cứ tưởng đây là bản chính thức cuối cùng thì cũng chỉ là bản beta thôi. Và beta này sẽ đợt này mở khoảng 16 ngày nha. 16 ngày thì nó sẽ hết. Các bạn buồn tưởng đâu đây là bản chính thức rồi. Ai về vẫn là bản beta nội địa Trung Quốc thôi. Và cũng đang rất mong chờ bản global của VVL Football. Như vậy mình đã làm xong cái video hướng dẫn tạo tài khoản 4399 năm 2022 nha. Chúc bạn thành công nha. Bye bye.